các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình thì trong video này các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin rất hot từ bên của các bạn nha và những thông tin này cực kỳ là quan trọng bởi vì sao có thể chúng ta biết được là sắp men mở các bạn đây đầu tiên là một cái hình ha à, đây chính là cái công ty sơ các bạn là một công ty bảo mật đang phát triển cách sử dụng công nghệ xác minh chính thức top not phối hợp với một số chuyên gia an ninh mạng để tạo ra các dịch vụ tốt nhất sơ tuyên bố đã kiểm tra hơn 200.000 dòng mã và đảm bảo tài sản trị giá hơn 7 tỷ đô la có nghĩa là công ty sơ là một cái công ty kiểm toán các bạn và cái dòng phía trên này Người ta ghi nè. Dịch ra nè. Bạn đang sử dụng Binance Network. Bạn thích cái gì về dự án này? Đó. Vâng, tôi vẫn đang sử dụng điều mà tôi hứng thú với dự án này. Thứ nhất, tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người trên thế giới. Cung cấp các công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cộng đồng nhờ sử dụng các công nghệ blockchain nhằm giải quyết vấn đề về quyền riêng tư bảo mật lỗ hỏng tài chính vấn nạn lừa đảo giảm thiểu chi phí lao động tính minh bạch tiền pháp định loại bỏ tham nhũng mà hiện nay chưa khắc phục được ý tưởng và mục đích xây dựng của dự án là biến bi trở thành một đồng tiền kỹ thuật số theo đúng nghĩa đó và dưới đây có cái đường link của twitter cái bài này các bạn có thể kích vào đây các bạn xem rất ok các bạn nha đó ha à, bấm dịch đây chúng tôi rất muốn nghe từ bạn đó rất là tuyệt vời ha rồi tiếp theo một thông tin nữa các bạn đây trên một cái diễn đàn Bi Network Việt Nam thì có một cái hình chụp nè bữa giờ anh em có ai thắc mắc ý nghĩa của dấu chấm thứ sáu trong áp phích Chúc mừng 25 triệu thành viên của Bico Team không. Đó. Bên dưới là các hiểu cách hiểu của cá nhân mình, mời xem dẫn chứng. Đó, thì bạn này quạch cái chữ là bi Benkin các bạn. Đó. Bi Benkin ha. Rồi, chúng ta xem một bạn viết nè. Một ngày đẹp trời gần đây, các bạn mở Bi Browser lên, thấy trong đó có thêm một ô ký hiệu Bi Benkin. Bấm vào thì hiện lên rất nhiều logo của các đồng tiền mã hóa như binance Network, BTC, ETH, BNB, XLM, không có các loại rác rưới như Co, Remitano, Alpha, B Network, Omega, vân và... vân. Ngày đó bạn đã ở trong mainnet mở của mạng bi, lúc đó bắt buộc bạn phải thành thạo việc giao dịch bi trên sàn chính chủ và ví bi của bạn liên kết được với các sàn khác và các giao dịch từ crypto. Fiat đều phải rõ hậu quả sẽ rất đáng tiếc nếu các bạn không có kiến thức về mấy điều này. Không sao, bạn có thể bắt đầu học từ bây giờ. Số bi của các bạn ở lại trong ví bi của các bạn bao lâu? Đó là do bạn quyết định. Nó bị ảnh hưởng bởi kiến thức, phán đoán tương lai về thị trường và hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại. Nhưng nếu các bạn sử dụng đồng bi như chức năng của tiền thì bạn là người sáng suốt nhất đó bài viết này của bạn sang vi sang văn nha Ở mình thấy hay là mình cũng chép lại cho các bạn tham khảo để các bạn biết rằng là kiến thức cũng rất là quan trọng ha trong việc các bạn giữ được bi rồi tiếp theo các bạn một thông tin ngày hôm qua đây là thông tin chính thức của Nicolas các bạn nha ngày hôm qua khi mà bi browser đã bảo trì xong thì chúng ta xem Nicolas nói gì nè lạ nhỉ Điều này có xảy ra trên Trình Duyệt Bi không? Ngày 14 tháng 2, lúc 11 giờ xe 7, 7, phút sáng. Nicolas tiếp tục nè. Nền tảng Bi bao gồm Trình Duyệt Bi đã được khôi phục và hiện có thể truy cập được. Để đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều có cơ hội hoàn thành các bài nộp điểm giữa của họ. Thời hạn nộp điểm giữa của Hackathon đã được gia hạn thêm đến ngày 16 tháng 2 năm 2023 đó rất là tuyệt vời ha đó là nicolas trả lời đó các bạn ngày hôm qua mình chưa có kép, chép kịp cho nên là chưa đưa các bạn xem rồi tiếp theo thì hiện bây giờ cái thông tin này cũng trên mạng đang, đang, đang bàn bàn rất nhau rất nhiều nè tại sao mà bico tim bảo trì lâu về browser đó? đó thì chúng ta thấy nè tại sao bico tim bảo trì B browser 5 ngày có gì mới chức năng Not B đã bắt đầu phát huy, Open sẽ đổ bộ thay đổi lịch sử internet toàn cầu, Bico Team đã đưa CDN tức là hệ thống máy chủ vào hoạt động, CDN server là gì vai trò và lợi ích của công nghệ CDN trong thời đại 4.0 hiện nay công nghệ CDN đang là giải pháp mới và chất lượng hàng đầu giúp doanh nghiệp tiếp cận người dùng với tốc độ nhanh chóng thông qua website. CDN này ngày càng phổ biến và được các quản trị website sử dụng đến để tối ưu hóa tốc độ website hiệu quả. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều chưa chưa hiểu CDN là gì và tầm quan trọng của nó. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này. Mời bạn đọc tham khảo. Khái niệm về CDN tức là CDN là gì? <laughs> CDN là từ viết tắt của Content Delivery Network có nghĩa là mạng giao dịch nội dung là hệ thống các máy tính các server được đặt ở nhiều nơi được kết nối với nhau qua internet nhằm cung cấp và lưu trữ các dữ liệu cho người dùng cdn còn được gọi là mạng lưới phân cấp nội dung có thể tạo được nhiều điểm truy cập ngoài server gốc giúp admin website quản lý lượng traffic tốt hơn xử lý nhanh yêu cầu của khách hàng và tăng trải nghiệm người dùng một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cdn đó là máy chủ website công ty amazon được đặt ở vị trí nước ngoài nhưng bạn là người dùng tại việt nam truy cập vào thì dữ liệu bạn nhận được là bản sao của máy chủ gốc được lưu trữ tại những máy chủ trong hệ thống cdn hay nói cách khác dữ liệu trên website này trên khắp thế giới kết nối với nhau và tạo ra điểm truy cập gần nhất dựa vào vị trí địa lý của người dùng mà không chịu ảnh hưởng bởi việc website gốc đặt ở bất kỳ đâu. 2. Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng công nghệ CDN server? Tốc độ tải trang web là yếu tố quan trọng của việc SEO. Tốc độ website càng nhanh thì thứ hạng từ khóa trong công cụ tìm kiếm sẽ nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh. Một website tải nhanh giúp mang lại kết quả tích cực cho doanh nghiệp không những về lượt truy cập và tỷ lệ chuyển đổi mà còn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm người dùng hoàn hảo hơn, góp phần nâng cao thương hiệu và đẩy mạnh doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp. Một trong những biện pháp tăng tốc website hiệu quả mà doanh nghiệp nên áp dụng đó là CDN. Nó được tích hợp những tính năng tối ưu tự động để nâng cao hiệu suất website đồng thời đảm bảo được tính hoạt động liên tục trong doanh nghiệp cũng như hiệu quả về chi phí. CDN sử dụng máy chủ gần nhất với người dùng để phân phối nội dung web được yêu cầu đến người truy cập cuối nhanh chóng. Sử dụng CDN, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều băng thông và cải thiện đáng kể thời gian tải trang. Ngoài ra, lý do doanh nghiệp nên sử dụng công nghệ CDN như giảm tải cho hệ thống máy chủ vận hành chính. Các file tỉnh của website sẽ được bố trí trên các cụm máy chủ CDN giúp các máy chủ giảm tải trong quá trình vận hành hệ thống. Tốc độ truy cập vào các website có nội dung tỉnh như hình ảnh, CSS, vân vân Nhanh khi có lượng người truy cập lớn ở nhiều nơi khác nhau. Google Frankin đánh giá cao cùng với kết quả tìm kiếm tốt trong quá trình làm SEO. Tương thích với các mã nguồn thông dụng, tiết kiệm chi phí đầu tư nâng cấp cho hệ thống máy chủ hiện tại trả tiền theo lưu lượng sử dụng thực tế. 3. Lợi ích của công nghệ CDN Xu hướng sử dụng công nghệ CDN ngày càng tăng đối với những người làm SEO website. Ngoài lợi ích tạo ra hiệu suất và bảo mật cao, CDN còn giúp người dùng tương tác nhanh chóng, gia tăng sự hài lòng khi tiếp cận website trong thời gian thực. Dưới đây là những lợi ích chính mà công nghệ CDN mang lại cho doanh nghiệp. 3.1 CDN giúp tăng độ tin cậy và phản hồi website. Các giao dịch trực tuyến được đảm bảo liền mạch, ổn định với tốc độ tải website được tối ưu giúp phản hồi website nhanh chóng, tăng độ tin cậy cho người dùng. CDN làm tăng tốc độ truy cập, từ đó giúp doanh nghiệp tăng kết quả doanh thu nhờ các phản hồi nhanh chóng. Chỉ một vài giây nhanh hoặc chậm có thể là sự khác biệt giữa chuyển đổi thành công, doanh thu trực tuyến. 3.2. CDN cho phép phạm vi tiếp cận toàn cầu. Nếu cơ sở hạ tầng website của bạn chỉ nằm duy nhất ở một quốc gia, trong khi đó khách hàng của bạn đến từ mọi nơi trên thế giới truy cập vào website của bạn, người dùng ở quá xa gây ra sự chậm chậm trễ về hiệu quả. Trong trường hợp này, nếu bạn không có khả năng xây dựng được trung tâm dữ liệu nằm ở các quốc gia khác nhau, CDN toàn cầu tức global CDS có thể giúp bạn phục vụ khách hàng nhanh hơn bởi vì khách truy cập sẽ được phục vụ bởi các máy chủ phân tán cục bộ local x server tại những quốc gia đó. 3.3 CDN giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể. CDN là giải pháp tối ưu cho các công ty có ngân sách eo hẹp. Bạn không cần phải đầu tư tốn kém cơ sở vật chất hay xây dựng trung tâm dữ liệu tại những quốc gia khác. CDN toàn cầu có thể loại bỏ nhu cầu thanh toán cho việc lưu trữ tài nguyên ở nước ngoài vô cùng tốn kém, cung cấp một nền tảng duy nhất để xử lý tất cả các hoạt động riêng biệt làm việc trên nhiều khu vực với một mức giá hợp lý. Tuy nhiên, nguồn khách hàng trên phạm vi toàn thế giới vẫn được bảo đảm. 304 hạn chế các cuộc tấn công đót, đề DDoS gây ra hậu quả làm trì trệ hoạt động kinh doanh online của bạn, có thể làm chết website của bạn ngay lập tức, gây tổn thất kinh tế lớn. Hơn nữa DDoS có tác động nghiêm trọng đến thương hiệu của hình ảnh công ty của bạn. Để ngăn chặn được điều này, CDN được xây dựng với cơ sở hạ tầng cốt lõi được bảo vệ bởi tường lửa. 3.5. Giảm tải máy chủ, tăng số lượng người dùng đồng thời. CDN phân phối mạng lưới trên toàn thế giới giúp truyền tải thông tin tài nguyên trên website một cách nhanh chóng mà không cần phải truy vấn trực tiếp trên máy chủ của bạn. Điều này cũng giúp website cải thiện tốc độ truy cập nhanh chóng và khả năng phục vụ ở nhiều khu vực với CDN, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi người dùng truy cập. Nguồn: Dương Hiển Dũng. Rồi tiếp theo các bạn, một thông tin nữa rất là tuyệt vời, đó chính là áp dụng thông tin khách sạn. Xe du lịch bằng bi đã có mặt tại phú quốc hân hạnh được phục vụ các bi thủ đồng thuận là 314 đô một bi tại khang vi tour phú quốc đó các bạn có thể xem hai cái thông tin facebook ha thì các bạn có thể xem hình ảnh này. đó là du lịch ha đây là uh, taxi hả à. taxi phục vụ uh, du lịch tour ở Phú Quốc nha danh thiếp là Khang Vi tour ha số điện thoại là 058 507 8999 ha, Khang Vi tour Phú Quốc các bạn nha rất là tuyệt vời nha đây đó thì cái thông tin này mình để trên kênh Lý Việt MMO official các bạn nha là uh, cái kênh để mình để tài liệu rất là nhiều cho nên là các bạn có thể cho vào đây thì cái đường link này mình để trong mô tả video hoặc dòng đầu tiên của bình luận đầu tiên các bạn kích vào các bạn cho vô để các bạn có thể xem thông tin để sau này các bạn có thể đi du lịch ở phú quốc các bạn có thông tin mà các bạn lấy nhá đó thì mình chỉ như vậy để các bạn biết à chứ mình không có để ở trong mô tả video đâu chỉ có để dòng đường link thôi để cho các bạn kích vào ha rồi tiếp theo một thông tin tuyệt vời đó các bạn tên là bi hai team thì cập nhật tin tức hàng ngày thì trình duyệt bi browser cuối cùng nó đã khôi phục vào khoảng 9 giờ ba phút sáng hôm qua và bạn có thể đăng nhập bình thường ha thì cái này mình cũng đã đưa tin cho các bạn video trước rồi tiếp theo là developer quick mọi người đừng quên tổ chức developer quick developer quick một cuộc thi hackathon với B network là một trong những nhà tài trợ bắt đầu từ ngày mai rồi sơ tích đã trích tức là sơ tích là công ty kiểm toán hồi nãy các bạn Certix là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật chuỗi khối và là một trong những công ty kiểm toán bảo mật được kính trọng nhất trong lĩnh vực mã hóa. Hôm qua, Certix đã hỏi mọi người trên Twitter bạn vẫn đang sử dụng mạng bi chứ? Bạn có nghĩ rằng bạn quan tâm nhất đến dự án này không? Bạn thích gì về nó? Hầu hết các dự án blockchain có phát hành đồng tiền điện tử đều phải kiểm toán. Trong tương lai chuỗi bi của chúng ta cũng sẽ cần một công ty kiểm toán bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi ra sót tính bảo mật của chuỗi. Đặc biệt nếu bi là hướng tới mục tiêu web 3.0, nó nhất thiết phải được kiểm toán hợp lý về mặt bảo mật. Rồi, đó là rất là tuyệt vời các bạn nha. Biết đâu là mainnet sắp tới rất gần rồi. Theo như thông tin của các mod mà mình đã đưa tin cho các bạn về video trước á, thì sẽ có tin vui sắp đến các bạn. Có khả năng là open mainnet sớm nha. Rồi tiếp theo một cái thông tin rất là tuyệt vời đó các bạn đó chính là mạng Bi Jakarta Indonesia. Bi dùng trao đổi sản phẩm và dịch vụ bằng thanh toán Bi ha. Đó, các bạn có thể xem video. À. Rồi, mình nghĩ là như đây cũng khá nhiều thông tin hay trong ngày hôm nay ha. Các bạn hãy lập tức trôi vào cái kênh Telegram Lý Việt MMO Official này để nhận các thông tin quý giá các bạn nha. Và hãy tích cực bật tia sét lên để các bạn đào được nhiều bi nhất nha. Còn bạn nào mà chưa đăng ký bi thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Mãi giới thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh youtube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả. Để mình sẽ cập nhật những thông tin hot nhất và quý nhất từ Bi Đất Quật. Thì các bạn sẽ kịp thời theo dõi. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.